Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, kính xin lão cư sĩ Diệu Âm từ bi khai thị cho con gái của con là Phật tử Phan Trương Minh Hậu, pháp danh Hữu Hiền, 25 tuổi. Hơn 2 năm nay, con và con gái của con có tham gia đường Zoom Thế Giới Hộ Niệm và Zoom Thầy Hạnh Phú hàng ngày tu tập. Cách đây khoảng 4 ngày, cháu bị vong nhập, cứ một mình ngồi cười, nói nhảm. Con có thỉnh Thầy Hạnh Phú khai thị, niệm Phật cho vong nghe, có khuyên vong niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Ban đầu, vong cũng có niệm Phật phát nguyện vãng sanh theo Thầy Hạnh Phú. Nhưng kết quả cuối cùng, vong không thoát ra khỏi thân thể của con gái con. Con cũng có dẫn con gái đến gặp một vị hòa thượng để nhờ đức hạnh của Ngài mà khai thị cho cháu. Hòa thượng cũng có khuyên khai thị, nhưng cũng không được gì. Con cùng một vài đồng tu cũng hướng dẫn cháu lại sám hối danh hiệu A-di-đà Phật hơn một tiếng đồng hồ. Có phóng sanh hồi hướng, nhưng kết quả cũng không tiến triển khả quan gì. Hiện tại, tâm của con bất an, rất lo cho con gái của con quá. Con kính xin lão cư sĩ Diệu Âm từ bi khai thị cho vong nhập vào con gái của con. Xin hãy buông tha con gái của con để cháu vui vẻ, hoan hỷ sống. Con thành kính tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cháu Minh Hậu là ai? Cháu giơ tay lên coi. Đúng rồi, giơ tay lên coi cháu. Đúng rồi. Cháu cười lên đi, cười được không? Nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ đấy cháu. Cháu Minh Hậu ơi, cười lên được không? Cười lên đi cháu. A Di Đà Phật. Thôi gia đình mình vỗ tay đi. Giờ xin hỏi mẹ, mẹ của Minh Hậu nè, mẹ của Hữu Hiền nè. 4 ngày trước cháu bị vong nhập. Trước đó, cháu Hữu Hiền có làm cái gì không? Hay là tự nhiên bị vong nhập? Xin mở cái Zoom lên cho mở mic lên nói chuyện với Dự Âm ít tiếng đi. Nói đi, tức là trước đó có cái hiện tượng gì không? Dạ, trước đó cháu vẫn bình thường, dạ, làm cư sĩ ông. Cháu với mẹ thường lên Zoom với Thầy Hạnh Phú phải không? Dạ, một ngày ít nhất là một lần. Rồi về nhà cháu tu hành sao, cháu niệm Phật làm sao? Cháu chỉ niệm câu A Di Đà Phật không làm cư sĩ ông. A Di Đà Phật mà sao dòng thấy trên bàn thờ không có thờ A Di Đà Phật mà hình như là để cái tượng Đức Địa Tạng là cao nhất vậy. Dạ, bàn thờ lên. À đúng rồi đó, đúng rồi, tôi được rồi, biết rồi. Thường thường là cháu với mẹ tu chung với nhau hay là cháu tu riêng một mình? Dạ, cháu tu riêng cái máy nằm ở dưới tầng dưới, còn con là nằm ở trên. Con nằm ở trên lầu đỡ mà con lại tâm bảo. Rồi, hồi giờ cháu với mẹ có đi cộng tu với đạo tràng nào không? Dạ có, ví dụ như thì cháu đi dạy mà đi à. Cháu lâu lâu cháu cũng tham gia ban hộ niệm một hai lần, đi giáo viên rồi cũng có. À, ban hộ niệm của ai? Đi hồ niệm mà ban hồ niệm Linh Hương Bình Định mình là cũng sinh hoạt. À, ban hồ niệm Bình Định hả? Rồi khi cháu đi hồ niệm như vậy có cái hiện tượng tốt đẹp không? Có cái vãng sanh không? Dạ, đi cháu đi dạ cũng có chứ. Dạ là cũng có hả? Cũng có hả? Rồi khi mà đi như vậy mẹ mình có đi theo không? Dạ, mẹ thì lúc nào cũng đi theo, tại mẹ nằm trong ban hồ niệm. Dạ, A Di Đà Phật. Khi mà cháu hồ niệm như vậy, cháu có vui vẻ không? Cháu vui vẻ tham gia với người ta không? Dạ, A Di Đà Phật, dạ khi đi con hỏi là con thích đi không? Dạ, nó nói là con thích đi, dạ, là cần đóng đi. Thường không muốn đi, mình biểu nó đi, nó cũng không đi. À, biểu đi cũng đi. Bây giờ hỏi nữa là khi mà bị vong nhập như vậy, cháu Minh Hậu có sợ lắm không? Dạ không, cái vong đấy nó hiền lắm. Nói à, nó hiền hả? Cái vong nó hiền, hình như là cái vong đó cũng có niệm Phật nữa phải không? Nói niệm Phật là ai Di Đà Phật là vong đó à. Rồi, thì thôi giờ vỗ tay đây.
cháu hiểu rồi, cháu mình hậu vỗ tay với chú đây. Đúng rồi, đúng rồi. Cháu Minh Hậu ơi, sự việc của cháu không có gì mà cháu phải lo lắng đâu. Không có gì mà nặng nề lắm đâu cháu ơi. Nếu cháu biết đi hộ niệm, cháu thương những người mà bị khổ nạn. Theo chú Võ nghĩ là có nhiều khi cháu nghĩ tới những người mà bị nạn, cháu buồn, cháu tủi, nhiều khi cháu cảm thấy mất vui phải không mẹ mình, đúng không? Giọng nói có đúng không? Đúng rồi. Cháu thấy người ta khổ quá cháu buồn, cháu thương họ. Chính cái niềm thương này, cái lòng thương này, nó gieo cho cháu một cái duyên là những vị mà đang khổ nạn đó muốn tìm tới cháu, cầu xin cháu cho chút phước đấy, cầu cháu giúp đỡ họ đấy. Đó là cái duyên lành cho cháu, chứ không phải là cái duyên ác đâu cháu. Cháu đừng nên sợ nữa, mà hy vọng rằng là sau khi mà chú nói chuyện với cháu, niềm vui của cháu bừng bừng hứng khởi lên, và cái đường tu của cháu hình như cũng có người giúp đỡ cho cháu, đỡ cho cháu an tâm, chứ không có gì lo lắng cả. Theo như chú nghĩ, cái người mà đang theo cháu, họ đang mê chứ không phải họ tỉnh táo, họ hiền chứ không phải họ dữ đâu cháu. Vậy thì mình đem cái tâm hiền từ của mình mà khuyên họ đi, nghe anh cháu. Mình biết rằng là mình lạc mà làm phàm phú, cái tâm của mình từ bi có, nhưng cái năng lực của mình không có. Vậy thì thương chúng sanh đại nạn không có cách nào khác hơn là chính cháu hữu hiền hãy thành tâm niệm Phật và quyết thề với tất cả chư chúng sanh rằng là một đời này tôi sẽ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Khi tôi vãng sanh xong, nhất định tôi sẽ tìm cứu độ chư vị. Tôi không bao giờ quên một người nào khác. Còn hiện giờ đây thì cái tâm từ bi tôi có, nhưng mà là một phàm phu tôi cứu chư vị không được đâu. Xin chư vị hãy hiểu rõ cái tình trạng này. Ý chí của tôi thì có, tình thương của tôi thì có, nhưng năng lực của tôi không có. Nếu chư vị bám vào tôi để hưởng thì thực ra cũng không hướng được gì đâu. Tại vì hướng được gì khi tôi vẫn còn là phàm phu. Cháu Minh Hậu có nghe chú Diệu Âm nói không? Gia đình của mình có nghe Diệu Âm nói không? Chính gia đình của mình sẽ là nguồn yểm trợ tích cực giải cứu cho cháu Minh Hậu đấy. Đề nghị với cháu Minh Hậu và đề nghị với gia đình mình, đừng sợ, đừng lo, đừng buồn, đừng than, đừng có cái gì mà gọi là bất an cả. Mà đây là cái trường hợp của những người biết tu nhưng mê mờ chịu nạn. Bây giờ họ gặp cháu Minh Hậu có cái tình thương như vậy, họ tới, họ tìm cách nhờ Minh Hậu cứu chữa. Nhưng mà khi họ biết rằng chính Minh Hậu không đủ năng lực để cứu độ họ, thì cái tình mà gọi là cái lòng biết niệm Phật của họ, tự nhiên họ sẽ cảm thấy bức xúc khi nhờ đến cái tấm thân của Minh Hậu, làm cho Minh Hậu bất an. Nhất định họ sẽ hiểu và tìm cách ra thôi, không sao đâu. Cháu Minh Hậu, cháu Hữu Huyền có hiểu không? Cả điều do chính mình. Nhớ rằng cháu phải nhớ rằng là chính cháu phải xác nhận cho họ. Cháu nói rõ ràng với người ta thế này nè: chư vị ơi, tôi thương chư vị mà cứu chư vị không được.
Chư vị đến nhờ vả tôi, nếu tôi có năng lực tôi sẵn sàng cứu giúp chư vị. Nhưng chư vị cũng hiểu cho tôi không đủ khả năng. Chính hữu hiền này vẫn còn đang tu hành, chính hữu hiền này cũng đang tìm cách vượt qua sau đường để trở về Tây Phương Thành Đạo. Như vậy thì chư vị còn gá vào thân tôi đã hướng được cái gì đấy? Tại sao chư vị không nghe lời Phật dạy? Hữu hiền ơi, đem lời thể của Đức A-di-đà Phật ra mà nói với những người có duyên với mình đi. Chư vị ơi, hữu huyền này xin giới thiệu với chư vị đại nguyện độ sanh của Đức A-di-đà. Ngài thề rằng nếu chư vị phát tâm niệm danh hiệu Ngài, thành tâm niệm danh hiệu Ngài, cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc, chư vị có thể đi về Tây Phương Cực Lạc cấp kỳ. Chư vị có cái cơ hội cao hơn hữu hiền này. Tại vì hữu hiền này phải chờ mãn bao thân này mới được vãng sanh. Còn chư vị đang sống trong cảnh không thân không thể. Chư vị đang sống trong cảnh khổ sở lạnh lẽo bất an. Chư vị đang ở trong thân mà Phật gọi là thân trung ấm. Chư vị vì một chút mê mờ nào đó mà chư vị không chịu trở về Tây Phương Thành Phật. Bây giờ đây chư vị hãy tha thiết niệm A-di-đà Phật, cầu sảnh Tây Phương Cực Lạc. A-di-đà Phật phát thệ rằng nếu chư vị thành tâm niệm 10 câu thánh hiệu của Ngài, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, tức thì chư vị được Phật A-di-đà tiếp độ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Lúc đó chư vị không phải là một vong nhân lang thang đối khác lạnh lẽo, mà chư vị trở thành một vị Đại Bồ Tát. Chư vị đã trở về chớn tâm tự tánh, chuẩn bị thành Phật. Chư vị hướng toàn phước báu, toàn trí huệ viên mãn tràn đầy. Chư vị nếu thương tôi về đây cứu độ tôi, cùng niệm Phật để trở về Tây Phương Thành Đạo. Cháu hữu hiền ơi, nghe chú Dị Âm nói chưa? Gia đình mình có nghe rõ những lời cô Dị Âm nói chưa? Chính gia đình mình cứ đem những câu này nói, chắc chắn họ đang mê. Họ mê thì họ vào thì họ ấm ấp quá, họ ra cũng khó. Cứ thành tâm khuyên giải đi, một lần, hai lần, ba lần nhất định họ sẽ ngộ ra. Họ ngộ ra thì họ tìm cách cảm ơn hữu hiền, cảm ơn gia đình mình và họ niệm Phật trở về Tây Phương. Cho nên đem công chuyện này khai báo với ban hộ niệm đi. Nếu có ban hộ niệm, nhờ ban hộ niệm đấy khai giải đi. Ở chung quanh mình đấy có người nào là ban hộ niệm không? Có người nào là ban hộ niệm không? Giơ tay lên kì. Đúng rồi, ban hộ niệm. Ban hộ niệm hãy cứ vui vẻ. Nếu khi nhập vào an ủi họ, nói với họ những lời phải trái. Chư vị ơi, nương theo Phật lực để mình được đi làm Phật, hay hơn là nương theo cái lực của người phàm phú để chúng ta chịu nạn, chỉ làm khổ cho nhau không ít lợi gì mà còn làm hại chúng sanh nữa. Chính vì thế mà chư vị cứ đem cái lòng thành ra mà khuyên giải, đem lòng thành ra mà nói như vậy. Theo như Dự Âm nghĩ, cháu hữu huyền ơi, cháu sẽ sớm trở về trạng thái bình thường, rồi cháu niệm Phật, cháu quyết lòng, cháu sẽ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cháu sẽ là một người Đại Bồ Tát đi cứu độ chúng sanh. Cháu sẽ là cái nguồn cứu độ rất nhiều chúng sanh nhất, chứ không phải một người, hai người có duyên với cháu. Cháu hữu hiền có nghe rõ chú giảm nói không cháu? Cháu có thấy mừng không cháu, vui không cháu? Nếu mừng cháu giơ tay lên đi, cháu vui vẻ lên đi. Chú Diệu Âm dạy này, không sợ ngang cháu, không buồn ngang cháu, không lo ngang cháu, nhất định tu hành phải có bạn bè.
nhất định đem những khó khăn này mà nói với bạn bè, nói với đồng tu để người ta tận sức cứu độ, người ta tận sức điều giải cho cháu. Nhất định mình phận mình là phận quyết lòng vãng sanh, chứ phận sự mình không phải là người trực tiếp đi cứu độ chúng sanh ngay bây giờ đâu. Khi nào cháu vãng sanh thành Bồ Tát xong, cháu muốn phát tâm gì cũng được, bây giờ có thể đi hộ niệm cho người ta, giúp cho người ta vãng sanh được. Cháu niệm Phật với gia đình, niệm Phật với đại chúng, cháu vui vẻ hân hoan, tự nhiên cảnh khổ của cháu biến thành cảnh, cảnh gì? Cảnh vui, đúng không? Thay vì bị các vị gọi như là biết tu hành nhưng mê mờ, theo xin phước đức, bây giờ người ta không thèm xin phước đức của cháu nữa, mà họ niệm câu A-di-đà Phật, họ trở về Tây Phương, họ thành Bồ Tát trước. Vô tình cháu hữu huyền không phải là một vị vong nhân bình thường tới gần, mà sới cháu biết rằng đó là một vị Bồ Tát. Nếu cháu biết khuyên họ niệm câu A-di-đà Phật, họ đã trở thành Bồ Tát. Khi trở thành Bồ Tát rồi thì nhất định những vị này sẽ cảm thấy mình có nợ với hữu huyền. Bây giờ mình làm Bồ Tát rồi, mình phải tìm cách giúp cho hữu huyền. Tâm thành tâm kính, chuyên lòng niệm Phật, quyết chí không thôi chuyển, quyết chí không rút lui, quyết chí không lo sợ, để hữu huyền cũng thành Bồ Tát. Cháu hữu huyền ơi, rõ ràng cháu đang gặp dịp may mà cháu không biết. Cháu ở trên cái con đường hoang hoang hí mà cháu không hay, đúng không cháu? Dì ông nói như vậy có vui không? Có cười lên được chưa? Rõ ràng nhé. Vậy thì xin chư vị, những người nào có duyên với Phật tử Phan Trương Minh Hậu, tức là cháu hữu huyền, chắc những lời nói này nếu mà chư vị có ở đây, chư vị đã nghe rõ rõ ràng ràng rồi. Tự mình phải đi con đường giải thoát thì mình được giải thoát, tự mình biết nương dựa vào đúng Phật lực thì được Phật lực gia trì, tự mình phải rời cảnh phàm phu ra thì cảnh phàm phu không còn, nếu kéo chư vị trong cảnh lục đạo luân hồi khổ nạn. Chư vị đang ở trong cảnh khổ nạn thì lấy cái khổ nạn này làm động cơ thúc đẩy cho chư vị quyết lòng niệm Phật, trở về cảnh giới an vui thanh tịnh, về cảnh an dưỡng để thành đạo. Đời đời kiếp kiếp về sau, chư vị sẽ là cái nguồn năng lực cứu độ chúng sanh. Nhất định không nên bám víu vào từng cái thân thể vô thường giả tạm, để mình chịu giả tạm vô thường đắng cay nhé chư vị. Hãy ngộ ra đi, quyết chí ngộ ra. Chư vị niệm câu A-di-đà Phật ngay tức thời, mười niệm tất thanh, chư vị được quyền đi về Tây Phương bất cứ lúc nào, chắc chắn hơn chúng tôi, chắc chắn hơn những người có hữu thân hữu hình này. Tại vì chư vị chưa có thân, chư vị mau mau trở về Tây Phương nhận lấy cái thân thánh nữ vô cực của một vị đại Bồ Tát mà thành Phật hay hơn, cỡ chi bám víu tại đây. Chư vị ơi, tất cả đều do chính chư vị thực hiện. Một là mình trong dịp này ngộ ra đường đạo, đi thẳng về cõi Tây Phương Cực Lạc. Hãy chấp tay lại đi, niệm A-di-đà Phật lớn chư vị, cầu sảnh Tây Phương Cực Lạc. A-di-đà Phật đưa chư vị thẳng về Tây Phương thành vị Bồ Tát. Hai là chư vị không chịu ngộ ra, bám lấy từng cảnh vô thường để chịu vô thường đắng cay, chịu giá tạm sau cùng phủ phàng bức rất đau khổ. Chư vị ơi, mau mau xa lìa cảnh khổ, trở về cảnh an lạc. Mau mau xa lìa cảnh vô thường, trở về cảnh thường tồn an lạc vĩnh cửu trên cõi Tây Phương. Chư vị đi làm Phật cứu chúng sanh. Mong cho chư vị nghe những lời này, ngộ ra con đường giải thoát, quyết định đi làm Phật nhé.
nguyện cho gia đình và ban hộ niệm cứ đem những lời nói đại ý như dụ âm khuyên tống những vị có duyên, nhất định họ sẽ nghe. Một lần, hai lần, ba lần là nhất định họ nghe. Họ là những người biết tu chứ không phải họ là những người ác đâu. Chỉ vì mê chưa tỉnh đó, mong chư vị đem những lời tỉnh giác này mà nói với họ thì tự nhiên họ sẽ tỉnh giác. Nguyện mong cho tất cả chư vị ai ai cũng được duyên phận vạn sanh Tây Phương thành tựu đạo quả. A Di Đà Phật. Cười lên đi cháu hữu hiền, vỗ tay với chú đi cháu, vỗ tay mạnh lên đi. Đấy, vỗ đi, nắm tú lên, dơ lên, không sao hết, nhất định cháu sẽ giải nạn mà. Chiều không? A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, ban tổ chức chúng con có nhận được một thông tin nữa là nói là gia đình của em Hữu Hiền nói là người vong bịt miệng không cho nói chuyện ạ. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Con không biết cái này có ảnh hưởng với sự khai thị không ạ? Dạ A Di Đà Phật. Đâu cho đi nhìn lại cái Hữu Hiền chút coi. Bây giờ cháu Hữu Hiền nói chuyện với chú Giam đây, nói đây. Nói được không cháu? Được không? Hỏi mẹ mình đó cháu, bây giờ cháu nói chuyện được chưa? Không sao đâu, không sao đâu. Cái chuyện này cũng không có gì cả. Tức là người ta đang buồn, đang rầu, đang tại sao muốn cho người ta chúc phước đức mà họ gì không có. Thì không sao đâu, gia đình mình cứ vẫn đem đạo lý như vậy bám víu vào thân xác của một người trần tục để mình làm cho họ khổ. Chắc chắn khi họ khổ thì những người bám víu đó người ta cũng bức xúc lắm, cũng phải buồn tủi lắm, không vui ít gì đâu. Mong chư vị phải đem những lời mà của ban hộ niệm đấy điều giải khuyên họ tự nhiên hết, tự nhiên giải tỏa, không có gì trở ngại cả. Hãy mời ban hộ niệm, xin các ban hộ niệm cứ một lòng thành khuyên giải, ngồi bên cạnh cháu Hữu Huyền, vuốt tay vuốt vai, xoa đầu cháu, nắm tay cháu, an ủi cháu và thành tâm phân trần với những vị mà ám nhập vào thân của cháu, nhất định họ sẽ buông ra, nhất định họ đi làm Phật. Họ là Phật chứ không phải họ là cái gì khác đâu nhé. Mong cho cháu Hữu Huyền cùng gia đình mình an ủi, một lòng an ủi, một lòng vui vẻ với cháu, đừng tạo không khí buồn tủi nữa, không tốt đâu nhé. Cứ vui vẻ đi, điều giải đi, từ từ hết. Cháu Hữu Huyền có nghe rõ chưa? Vui vẻ lên cháu, tự nhiên cháu sẽ giải thoát, nhất định cháu sẽ coi như là giải tỏa tất cả vướng nạn. Tin tưởng lên nhân cháu. Chịu không? Vui vẻ không? Đưa tay lên coi, vỗ tay lên coi cháu. Đấy, cháu đấy là cháu lại Phật, lại là giỏi rồi, được rồi. A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm đã tận tình chỉ bày, gỡ rối cho em Hữu Hiền. Mong em cùng mẹ và gia đình nghe được những lời sắp tấn này thì vững tâm, thành tâm hoan hỷ hóa giải với chư vị trong pháp giới hữu duyên theo sự hướng dẫn của lão cư sĩ. Mong gia đình mình nương nhờ ban hồi niệm giúp em sớm vượt qua được chứng nạn này ạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.